Đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đêm bao la vàng đón thư tình cô, với mây chiều đông xiêm bước em đi. Đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Xin chào tất cả các bác nhé, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Hòa Audio. Tiếp tục cái video thì ngày hôm nay em sẽ dọn kho ra được có một ít bộ mic mới mà em sẽ thanh lý cho các bác trong ngày hôm nay nhá. Ok chưa? Thì ngày hôm nay sẽ có hai bộ mic Sennheiser, Sennheiser hàng của Trung Quốc các bác nhá, hàng Sennheiser. Được chưa? Model là SKM 9000, đúng không ạ? Bác nào sử dụng kẹo kéo hoặc gia đình thì rất là ok luôn các bác nhá. Đầu thu Sennheiser rất là đẹp luôn. Đặc biệt các bác lưu ý rằng ngày hôm nay các bác ủng hộ Simline, em sẽ bán thanh lý cho bác một mức giá cực kỳ tốt luôn. Hàng rất mới luôn, vẫn sẽ có bảo hành được các bác nhá. Ok chưa? Đây về tay mic của Sennheiser. Ok chưa? Tay mic của Sennheiser. Hàng không có một vết xước nào các bác nhá. Hàng rất đẹp luôn. Đấy, đẹp như mới luôn. Ok chưa? Sennheiser này. Đấy. Tay màu vàng các bác nhá. Đây, về cho các bác riêng dòng này sử dụng là côn rời. Côn rời, đây ạ. Côn rời các bác nhá. Côn thì côn của Bayer này. Đấy. Được chưa nào? Ok chưa? Đây côn rời các bác nhá. Và đây là mở lắp pin này. Đấy. Mở lắp pin. Tất cả còn nguyên còn đẹp luôn các bác nhá. Đây, đúng nguồn em sẽ tắt mở đúng nguồn cho các bác xem này. Đặc biệt có một mức giá rất tốt các bác này. Ở đúng nguồn này, giữ đúng nguồn này. Ok chưa? Báo pin này, báo tần số sóng này. Đấy, báo tần số của mic này. Rất ok luôn các bác nhá. Lên 1 2 5 6 7. Thì cái mic Sennheiser này em có hai bộ. Tay em bao đẹp các bác, cứ nhận hàng test kiểm tra thanh toán các bác nhá. Được chưa nào? Sennheiser. Đấy, tay rất chuyên nghiệp luôn. Các bác có thể là hát gia đình hoặc là kẹo kéo rất ok luôn, kể cả làm sự kiện nhỏ nhỏ rất ok luôn các bác nhá. Hàng đây là hai em nói luôn là hàng trưng bày thanh lý với mức giá sập sàn luôn, cực tốt luôn. Có hai bộ duy nhất các bác nhá. Con này sử dụng hai râu. Đấy, ok chưa nào? Nào các bác xem ủng hộ cho Simline nhá, em sẽ báo giá trực tiếp luôn. Em sẽ bán cho bác là 1 triệu 500 nghìn một bộ mic này. Bác nào chốt nhanh thì còn nhá, 1 triệu 500 nghìn. Đây đầu thu rồi các bác nhá. Sennheiser, đấy, SKM 9000. Đấy, được chưa nào? Được, ok chưa? Em sẽ thanh lý bác 1 triệu 500 nghìn, tất cả hoạt động bình thường, bảo hành các bác 5 tháng luôn. Ok chưa? Đây còn côn, tất cả côn đây, em tháo rời cho các bác đây. Côn rời nhá, ok chưa? Đấy, tay mic bật này. Tất cả màn hình của nó sáng nguyên zin. Nói chung hàng này nó là hàng mới các bác nhá, hàng mới. Mà em dọn ra được ít thì em thanh lý được các bác. Có hai bộ. Ở đây 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ở đây 1, 2. Mưa rừng ơi, mưa rừng, hạt mưa vẫn xưa rơi triền miên. Đây 1 triệu 500 nghìn bộ mic này. Bác nào chốt nhắn tin gọi điện trực tiếp cho em qua số điện thoại nhá, 0352 9109. Ok chưa? Có hai bộ duy nhất thôi. Tất cả còn mới nguyên zin luôn. Hàng trưng bày mà. Đấy các bác nhá. Được chưa nào? Mở lấy pin, khi nào mở lấy pin các bác ấn hai nút bên cạnh này, mở kẹp là lẹp ra này. Ok chưa? Đấy, lắp pin vào đây xong các bác ấn hoàn là xong. Đấy. Giá 1 triệu 500 nghìn bộ mic Sennheiser này, một mic gồm hai tay các bác nhá. Các bác lưu ý là hàng còn đẹp 99% luôn, đây là hàng mới mà. Đấy các bác nhá. Giá 1 triệu 500 nghìn bộ này, bác nào chốt nhắn tin gọi điện trực tiếp cho em qua số điện thoại nhá. Và thanh lý một bộ mic thứ hai. Đấy là bộ mic của BBS các bác nhìn này. BBS là U898, mic BBS, mic mới luôn các bác nhá. U898. Đây, thì tay mic đây. BBS này. Ok chưa? Đấy, dòng này là mic 6 số tự ngắt rồi. Cảm biến gia tốc rồi. Đây. Côn của nó là côn nụa các bác nhá. Đấy. Côn nụa nhá. Được chưa nào? Côn nụa trong của Bayer 790 780 này. Đấy. Bộ này bác nào lấy em sẽ để cho cũng 1 triệu rưỡi luôn nhá. 1 triệu rưỡi mới tinh luôn. Đấy, có hai có ba bộ như vậy. 1 triệu rưỡi luôn, ba bộ giá 1 triệu rưỡi. Côn này thì bác biết là côn nó nội dung Bayer 790 rồi. Đấy, ok chưa nào? Đấy, hàng này là hàng sản xuất năm 2021 này. Mà hàng trưng bày này bên em sẽ có hàng mới tinh này. Có mỗi thứ loại một ít thì thành ý được bác này. 1 triệu 500 nghìn ba mã này, bác nào chốt nhanh nhắn tin em. Các bác ghi chốt mic Sennheiser là các bác ghi là chốt mic Sennheiser, còn chốt BBS được có một bộ thôi các bác nhá. Bác nào chốt nhắn tin gọi điện trực tiếp cho em qua số điện thoại 0352 9109. Đây là mức giá rẻ nhất rồi. Mà cam kết các bác tiếng cực kỳ ok luôn các bác nhá. Hàng hoạt động bình thường, bảo hành các bác 5 tháng. Các bác nghe rõ video em giới thiệu trực tiếp, các bác đừng có tua video. Ok chưa nào? Các bác đừng tua video nhá. Để tránh trường hợp mà các bác không hiểu biết về cái vấn đề, các bác cứ phải hỏi em loại kia rất là khó các bác nhá. Ok chưa? 1 triệu 500 nghìn bộ, bác nào chốt nhắn tin gọi điện trực tiếp cho em qua số điện thoại. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bác rất nhiều.